Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Minh Hằng tung bộ ảnh xinh đẹp hậu vướng tinh đồn mang thai. Trở lại với công việc sau thời gian nghỉ dịch, Minh Hằng khiến khán giả xích so không ngừng khi liên tục mang đến hình ảnh xinh đẹp và đầy mới mẻ. Mới đây nữ ca sĩ kim diễn viên tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi đăng tải bộ ảnh mới. Minh Hằng tiếp tục biến hóa như tắc kè hoa, khiến khán giả phải trầm trồ. Trong bộ ảnh mới nhất, người đẹp sinh năm 1987 mang đến hình ảnh vừa quyền lực, thanh lịch, lại vừa quyến rũ cuốn hút. Cô phối quần ngắn, crop top và khoác chiếc blazer dán rộng bên ngoài. Khéo léo phối thêm phụ kiện vòng cổ, hoa tai và đồng hồ để tăng thêm sự mềm mại, nữ tính cho tổng thể trang phục. Lối trang điểm tông đất cùng mái tóc búi cũng được Minh Hằng sử dụng cho bộ outfit đẹp mắt này. Minh Hằng khoe dáng sang chảnh trên du thuyền, người đẹp khoe sắc trong khung ảnh cận mặt. Nữ ca sĩ khoe nhan sắc xinh đẹp thả dáng trên chiếc du thuyền, những góc hình cận mặt cũng không hề làm khó được người đẹp U35. Ngược lại, gương mặt xinh đẹp cùng thần thái chuẩn không cần chỉnh của Minh Hằng khiến ai nấy cũng phải ngất ngay khen ngợi liên tục. Trước đó khi chia sẻ bộ ảnh xinh đẹp với chiếc đầm rộng che chắn bụng, Minh Hằng còn vướng tin đầu mang thai. Vì muốn nhanh chóng dập tắt sự nghi ngờ, nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận trên trang cá nhân. Trước sự nghi ngờ của khán giả, Minh Hằng tỏ ra khá ngạc nhiên, trả lời một bình luận nữ ca sĩ khẳng định không có chuyện đang mang bầu. Ừ, alo, đang quay phim sao có bầu được chàng, khi nào có chị sẽ thông báo tin hãy nhé, đừng đoán già, mệt người em, Minh Hằng chia sẻ. Như vậy, nghi vấn Minh Hằng có bầu với bạn trai đại gia là hoàn toàn sai sự thật. Xưa nay Minh Hằng là mỹ nhân vi biết cực kỳ kính tiếng trong chuyện tình cảm. Năm 2018, cô từng công khai khoảnh khắc nắm tay một người đàn ông, bé heo và chàng trai bí mật từng bị bắt gặp nhiều lần check in cùng nhau. Theo một vài nguồn tin, bạn trai Minh Hằng là một đại gia lớn hơn cô nhiều tuổi nhưng vẫn rất phong độ trẻ trung. Cả hai đã có 4 đến 5 năm hẹn hò bí mật. Bộ ảnh của nữ ca sĩ thu hút hơn chục nghìn lượt like cùng rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Chị xinh đẹp như vậy rồi sao mấy anh thuyền trưởng tập trung lái được vậy chị? Đẹp như này đi tàu, tàu cũng kẹt luôn đó chị. Ôi sang xịn mịn hết nấc. Chị Minh Hằng tính không già đi hả? Ngày càng trẻ đẹp là sao? Mê cái style này quá. Minh Hằng mãi đỉnh. Hoạt động nghệ thuật ngót hai 20 năm, thế nhưng Minh Hằng vẫn giữ được sức hút khó cưỡng. Việc hoạt động tích cực cũng là một trong những lý do giúp nữ ca sĩ chiếm trệ bền vững ở vị trí ngôi sao hạng A của làng giải trí. Hiện tại Minh Hằng đang miệt mài ghi hình cho bộ phim truyền hình mới Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ. Trong phim cô vào vai Tất Thắng và của Tấn Lộc, Huy Anh thủ vai và có cô con gái Trâm Anh, Ngân Tri thủ vai. Tất Thắng là một người rất khó tính, cao toàn. Điều này khiến tình cảm người nhà sức mẹ, vợ chồng, mẹ con mâu thuẫn. Đây là lần đầu tiên Minh Hằng vào vai bà mẹ trên màn ảnh. Và bộ phim này cũng đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau 7 năm vắng bóng. Trả lời thắc mắc của fan, Minh Hằng cho biết đang trong quá trình làm việc để cầm bách với ca khúc mới trong vai trò ca sĩ. Thời gian này, giọng ca một vòng trái đất vui mừng thông báo lịch làm việc dày đặc đến hết năm. Là một trong những nữ ngôi sao hàng đầu của Vbiz, Minh Hằng luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và cô cũng không gây thất vọng khi hoạt động tích cực luôn mang đến nhiều điều bất ngờ. Cùng cập nhật những tin tức mới về chuyện sao Việt tại kênh tin mới nhất của mình nha! bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo